Hơn 80 học viên là cán bộ quản lý cấp sở, ban ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý số. Lớp bồi dưỡng do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Viện Phát triển Năng lực Lãnh đạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Trong 2 ngày 24-25 tháng 7, các báo cáo viên đến từ Viện Phát triển Năng lực Lãnh đạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý hiện nay, trong đó chú trọng đến kỹ năng quản lý dữ liệu, sử dụng phần mềm quản lý và các công nghệ tiên tiến khác.